thật sự là bất ngờ. Là mình là chuẩn bị tâm lý là khi chương trình mời á, thì mình cũng biết, mình cũng đã coi một hai số, nhưng mà khi mà đứng cùng với lại gia đình á, và nhìn thấy những cái cảm xúc của họ, rồi những cái hoàn cảnh họ nói á, không thể nào mình không, như không kèm được. Mặc dù mình đã chuẩn bị là mình nghĩ là chương trình mà sẽ nói chung không biết phải nói sao là mình sẽ không có phải bị cảm động như vậy, nhưng mà khi mà mình nghe kiểu như là sân khấu kể cả khán giả cũng lặng đi một khúc luôn, và bắt buộc anh Nghĩa với lại chị Hương là phải đẩy vô chương trình lên cho nó sôi động lại chứ. Thật sự ra là như nói sao, cầu mong là chương trình ba anh em tụi tôi được khán giả mọi người yêu mến hỗ trợ để mà cố gắng giúp cho gia đình vượt qua khó khăn. Không, cố gắng trước mắt là phải trả được nợ, gia đình nợ tới rồi sao còn được tặng quà hơn trên thương nữa. Nói là chúng tôi đừng có muốn quà để tặng cho quý vị, cho quý vị cứ lại gọi gia đình chúng tôi coi xong việc Hương sẽ hỏi những câu hỏi rất là dễ cho quý vị để đem quà về cho gia đình đi coi để ủng hộ người nghèo nè. Nhiều lắm, nhiều lúc lắm, từ thời sinh viên rồi ấy, rồi những lúc hoặc là ví dụ như có một kỷ niệm mà mình nhớ hoài, không phải mang khoe mà mình nhớ hoài, mình thấy là vui. Trong lúc mình khốn khó là khi mình vừa mới làm được có tiền á, cái mình mang đi biếu cho đứa bé người dân tộc để mổ tim. Lúc đó là mình đưa xong rồi không còn tiền, cái mình thấy vui lắm. Mặc dù mình về mình xin bạn mình ăn mì gói mà mình thấy vui, mà không thấy mà kiểu mà mình không có đồng tiền để mình tiếp tục sống á, thật sự vui. Cái đó là kỷ niệm. Thật sự ra mình thấy rất là hãnh diện, rất là vui khi mà mỗi lần nhắc đến cái kỷ niệm đó, mình nhớ hoài. Nhưng mà cụ thể số tiền đó là bao nhiêu anh? Ý là cái lúc mà anh mới đi diễn hay là lúc đó là mới tiền, coi như là tiền cuối cùng, tiền còn sót lại cái vai diễn đó. Kiểu như là người ta trả từ đợt có đợt cuối á, nhớ là 5 triệu. 5 triệu? 5 triệu lúc đó mới ra trường. Không còn đồng nào để ăn luôn. Không còn đồng nào hết. Đi về ăn mì gói, xin mì gói của bạn. Thật sự ra cũng có nhiều người cũng kêu là bây giờ là ngôi sao hay là người nổi tiếng rồi nên ấy này nọ, nhưng mà cũng thử rồi, nhưng mà rồi tự nhiên á, mình nhận ra một điều á, một mai này mình sẽ không còn gì hết, mình cũng sẽ chỉ như người thường, hoặc là mình sẽ tệ hơn họ nữa, mình còn khốn khó hơn họ nữa, thì mình mà giữ cái cảm xúc, cái bản tính đó á, thì sẽ bị khó sống. Còn thì cứ thoải mái đi, thì phải gồng mình lên rồi để cuối cùng là phải thay đổi lại nữa thì mệt. Thì vui thì vui lắm. Thường á, đa phần những chương trình này hoặc là những chương trình về xã hội nè, về môi trường nè, cũng mong muốn nhiều người á, cái ủa tưởng là tôi không đi, cái không có mê chứ phải là mong muốn nữa, mà mê được đi á, mê được cơ, tại vì mình có một chút gì đó gọi là ảnh hưởng đến fan, nên là mọi người xung quanh á thì mê để mà nhân rộng ra để mọi người biết á, mê và mong muốn cầu cạnh mọi người, nếu mà chương trình có mà những cái chương trình như vậy á là mình mong muốn được đi, rất mong muốn luôn, rất là vui xả thân. Ngày tôi có hai cái bệnh là nó sẽ khó để mà đáp ứng tốt và có hiệu quả với chương trình, và thời tiết bây giờ hiện đại là tôi cũng bị viêm xoang, xoang dị ứng, với lại một cái nữa là bị thoát vị đĩa đệm, không thể nào mà vận động mạnh hoặc là bưng gì quá 10 kg. Nhưng mà thôi, nói chung là về chỉ sao, đừng làm nặng quá, bất ngờ quá được rồi.